Vâng, em Hồng Phúc xin kính chào quý anh chị và các bạn nhé. Vâng, em đang quay cho các bác xem sản phẩm tời quay tay tự hãm này, hàng nhập khẩu nguyên chiếc nhé, xịn sò luôn này. Đấy, được bảo hành 1 năm tại tổng kho thiết bị Hồng Phúc nhé. Vâng, hàng hãm 2 chiều nhé, tự động đảo chiều. Vâng, đây ạ, bộ nhông na răng xích này. Đấy, bộ nhông rất chi là chắc chắn nhé. Hàng được nhập khẩu trực tiếp này, nó có hai màu, màu vàng và màu cam nhé. Vâng. Đấy, hàng bên em bán thì phân phối toàn quốc nhé, dùng cho anh em nâng dạp, kéo ô tô các loại nhé, chế kéo gỗ. Vâng, làm xe lân. Đây ạ, các sản phẩm mã gạt lẫy đảo chiều nhé, đầy đủ các tải trọng này. Đây ạ, các củ tăng dây này, tăng gen này, loại bản tăng 3 tấn, dây 6m, 8m, 10m và dài hơn tùy theo nhu cầu bà con nhé. Các loại ba lăng xích nhé, ba lăng xích bên em có sẵn này, loại 1 tấn, xích dài 5m, 6m, 8m này. Đấy, đủ 3 mẫu này. Vâng. Đơn hàng thì bên em thì đóng hàng ngày nhé. Đấy, đóng hàng ngày này. Đấy, hôm nay thì đóng cho khách Đồng Văn, Hà Lam nhé. Vâng. Đây ạ, Lương Tài, Bắc Linh này. Đấy, hàng còn rất nhiều nhé. Đây ạ, các khách hàng thì đã có đơn sẵn ở đây ạ. Đây ạ, Yên Sơn, Tuyên Quang này. Vâng. Đây, các loại cắp inox, cắp lụa nhé. Tùy theo nhu cầu của quý bà con, bên em sẽ làm theo yêu cầu nhé. Và ai có nhu cầu về tời quay tay, tời tự hãm, tời nâng dạp cưới này, các loại cột nâng dạp này, bên em sẵn hàng ạ. Để giao đến tay quý anh chị và các bạn nhé. Và đấy, cáp được cắt ra đo đạc cẩn thận nhé. Và đây là kho hàng thiết bị vật tư Hồng Phúc nhé. Có địa chỉ tại Hiệu Chân, Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội. Vâng, rất mong được sự ủng hộ của quý anh chị và các bạn nhé. Vâng, xin chào ạ.